Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và đây chính là chiếc Oppo Reno phiên bản Zoom 10X, tức là cái phiên bản có mức giá đắt nhất đến từ nhà Oppo cũng như là Reno ở thời hiện tại. Thì trong video này thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu tất cả những cái thứ chúng ta cần biết về chiếc Oppo Reno này trước khi chúng ta quyết định mua, cũng như là trước khi sản phẩm này sẽ được ra mắt chính thức tại thị trường Việt Nam nhé. Đầu tiên về phần hộp đựng thì các bạn sẽ thấy rằng chiếc Oppo Reno của chúng ta có cái cách đóng hộp cũng như là màu sắc của nó khá là giống so với phiên bản thường. Vẫn là cái màu kiểu bạc bạc ở phía trước. Phần rìa này chúng ta sẽ có họa tiết theo kiểu sức phay. Nhìn nó cực kỳ bắt mắt và khi mà chúng ta sờ vào ấy, nó cực kỳ đã luôn các bạn ạ. Phía đằng sau thì chúng ta sẽ có thông tin liên quan đến sản phẩm, số email rồi thì vân vân ở email. Có một điểm khác biệt, ngay từ mặt trước này chúng ta có thể phân biệt được hộp của chiếc Oppo Reno thường và Reno Zoom 10X. Đó chính là chúng ta sẽ nhìn ở đây nhá, chúng ta sẽ có 3 camera, một ống kính tiềm vọng ở dưới này. Còn với chiếc Oppo Reno thường ấy, chúng ta chỉ có 2 camera ở đây thôi. Còn phía bên trong này thì chúng ta cũng sẽ có một chút khác biệt nữa. Hộp đựng này, tập sách hướng dẫn sử dụng. Phía dưới này chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái ốp, và ốp này nó xịn xò hơn cái ốp kia rất là nhiều luôn các bạn ạ. Phía bên trong này nhá, chúng ta sẽ được phủ thêm một cái lớp nhung rất là cao cấp luôn, giúp cho chúng ta có thể bảo vệ cái mặt lưng này nó đỡ bị xước hơn. Cái rãnh này của nó khác hẳn so với phiên bản thường đúng không? Phiên bản thường của chúng ta chỉ có một cái khuyết ở đến đây thôi. Còn với chiếc Oppo Reno phiên bản Zoom 10X này nhá, nó kéo dài từ trên xuống dưới này luôn. Và khi mà chúng ta đeo vào ấy, nó sẽ tạo ra một cái đường như này, lộ ra đường thẳng ở đây, đó chính là toàn bộ những cái thứ nổi bật nhất của cái phía mặt lưng. Ở phía mặt lưng này thì sẽ được hoàn thiện từ chế độ kính nhé các bạn nhé. Và cá nhân mình thì mình sẽ thích phiên bản màu xanh hơn, nó giống với phiên bản thường ấy. Màu xanh thì nó sẽ nổi bật hơn, còn với phiên bản màu đen này thì nó sẽ phù hợp với những bạn kiểu thích cái sự đơn giản, không quá là màu mè. À đấy, quên chưa giới thiệu thêm phần phụ kiện. Thì chúng ta sẽ có củ sạc và cáp sạc vẫn chuẩn là Vox 3.0. Chúng ta sẽ có một que chọc sim ở bên dưới. Và điều đặc biệt đó chính là chúng ta sẽ được tặng kèm một cái tai nghe hoàn toàn mới, tai nghe khác hẳn so với chiếc Oppo Reno phiên bản thường. Rồi và quay trở lại nhân vật chính luôn thì mình vẫn phải dành một cái lời chê nho nhỏ cho Oppo về độ hoàn thiện. Đó chính là cái phần phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng, nó vẫn có hiện tượng flake. Đó, mặc dù hành trình phím của nó khá là sâu và độ đẩy của nó khá là tốt rồi, nhưng mà cái hiện tượng flake này thì khiến cho chúng ta khi bấm vào nó có cảm giác không thực sự chắc chắn cho lắm. Bù lại thì chúng ta sẽ có cái khả năng hoàn thiện khá là cao cấp ở những chi tiết khác, như là chúng ta sẽ thấy rằng mặt lưng sẽ được bo cong đều về phía hai cạnh bên này, và cái chi tiết khớp nối giữa phần khung kim loại và cái phần kính này nó cũng được làm khá là đồng đều. Phía phần khung viền này sẽ được là hoàn thiện từ chất liệu kim loại tương tự như phiên bản thường. Phía phần cạnh đáy chính là cái sự khác biệt đầu tiên, chúng ta sẽ không còn giắc cắm tai nghe 3.5mm, cũng như là cái khay sim nó sẽ được điều chuyển xuống phía bên dưới này. Chúng ta sẽ có cổng sạc USB Type-C này, chúng ta sẽ có mic thoại và loa ngoài. Ở phía phần cạnh phải chúng ta sẽ chỉ có phím tăng giảm âm lượng, và phía cái phần cạnh trên chúng ta sẽ có mic thu âm thứ hai và cái rãnh để chứa cái camera selfie dạng vây cá mập. Và cái cảm giác khi mà mình cầm vào chiếc Oppo Reno phiên bản 10X này, đó chính là nó sẽ to hơn hẳn so với phiên bản thường. Thì thực tế thì chiếc Oppo Reno phiên bản thường thì nó chỉ sử dụng cái kích thước đó chính là 156.6 × 74.3 × 9mm. Còn với chiếc Oppo Reno Zoom 10X này, chúng ta sẽ có thông số lần lượt là 162 × 77.2 × 9.3mm. Một con số khá là khủng. Cầm trong tay chúng ta sẽ có thấy được một sự đầm tay hơn hẳn. Màn hình của chiếc Oppo Reno Zoom 10X này nó sẽ được nâng cấp lên là 6,6 inch thay vì 6,4 inch như trên phiên bản thường. Và ngoài ra thì nó vẫn sẽ sử dụng cái tấm nền đó chính là Super AMOLED. Nó sẽ có cái tỷ lệ mặt trước đạt lên tới là 86,8%, tức là nó sẽ tương tự như là phiên bản thường mà thôi. Ngoài ra thì sản phẩm này của chúng ta sẽ sử dụng cái màn hình là Full HD cộng tương tự như phiên bản thường, nên là chúng ta sẽ thấy được là cái mật độ điểm ảnh nó sẽ thấp hơn một chút so với phiên bản thường. Hiệu năng chính là cái thứ thay đổi tiếp theo của phiên bản Zoom X và phiên bản thường.
Phiên bản Zoom X của chúng ta sẽ được trang bị cấu hình thuộc hàng đầu bảng của thế giới Android, đó chính là con chip Snapdragon 855. Bộ nhớ RAM tùy chọn đó chính là 6 hoặc là 8GB, tương ứng với bộ nhớ trong sẽ là 128 và 256GB. Với nhu cầu cá nhân của mình thì mình thấy rằng là 6GB và 128GB là hoàn toàn đủ dùng, thậm chí là thừa dùng nhu cầu của mình rồi. Vì thực tế ra chúng ta vẫn có thể mở rộng thông qua thẻ nhớ lên tới là 256GB ở phía dưới này nữa mà, rất là thoải mái dùng rồi. Camera cũng là cái thứ thay đổi tiếp theo của phiên bản Zoom X với phiên bản thường. Với phiên bản thường chúng ta chỉ có 2 camera mà thôi đúng không? Với phiên bản Zoom X này chúng ta sẽ có lên tới là 3 camera và bên cạnh đó chúng ta sẽ có cả hệ thống lấy nét bằng laser luôn. Ống kính chính của chúng ta sẽ có độ phân giải là 48 MP, khẩu độ là f/1.7 và cái tiêu cự của nó sẽ là 26mm ống kính thường thôi. Còn ống kính thứ hai sẽ có độ phân giải sẽ là 13 MP. Chúng ta sẽ có khẩu độ là f/3.0 và cái ống kính này đó chính là ống kính tele và nó sẽ giúp chúng ta có thể chụp ảnh là với độ zoom đó chính là 5x và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể zoom lên tới là 60x luôn. Đó, nó thậm chí là nó có phần nhỉnh hơn hẳn so với cái camera trên chiếc Huawei P30 Pro. Trong video lần sau thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn chi tiết hơn về camera này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một ống kính nữa sẽ có độ phân giải là 8 MP, đóng vai trò đó chính là ống kính góc rộng để giúp chúng ta có thể lấy được nhiều chủ thể hơn. Chính vì vậy khi mà chúng ta vào phần giao diện camera nhé, các bạn sẽ thấy là mặc định là để 1x này, ấn một lần sẽ là lên 2x, ấn một lần nữa lên 6x và ấn một lần nữa lên 10x, ấn một lần nữa là ảnh góc rộng. Đấy, chúng ta có thể chuyển qua chuyển lại những cái camera cũng như là những cái chế độ một cách rất là nhanh chóng. Cái khả năng chống rung của nó trở nên cực kỳ kém và chúng ta bắt buộc phải sử dụng tripod hoặc là các bạn phải làm bằng cách nào đấy giữ thật chắc và mới bấm chụp thì mới không bị hiện tượng bị lóa được. Nhưng mà điểm cộng của sản phẩm này đó chính là cái tốc độ chụp và lưu hình của nó cực kỳ nhanh. Các bạn sẽ thấy rằng mình cũng hơi run tay nhưng mà chụp phát là cũng lên luôn được. Camera selfie thì chúng ta sẽ không có sự khác biệt giữa phiên bản thường và phiên bản Zoom X này. Tức là chúng ta sẽ có cảm biến 16 MP ẩn trong vi cá mập này. Và nó sẽ có khẩu độ là f/2.0 cùng với rất nhiều chế độ làm đẹp này, chế độ chụp ảnh chân dung này. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có thể quay video với độ phân giải là Full HD. Đó. Nói chung là camera selfie thì nó hoàn toàn giống. Về phần bảo mật thì cũng tương tự như phiên bản Reno thường, chúng ta sẽ có mở khóa bằng khuôn mặt này, mở khóa bằng cảm biến vân tay và cảm biến vân tay này nó sẽ được đặt ở phía bên trong màn hình nhé các bạn nhé. Và nó vẫn sử dụng cái cảm biến đó chính là sử dụng cái cảm biến ánh sáng và tốc độ mở khóa thì mình đánh giá là nó rất là nhanh luôn, cực kỳ nhanh luôn ấy. Và nó cũng là một cái cảm biến vân tay dạng một chặng, các bạn chỉ cần chặn nhẹ phát thôi là mở chứ không cần phải mở sáng màn hình, tại vì hầu như là cái màn hình này lúc nào nó cũng sáng sáng lên. Về phần pin thì đây cũng là một cái điểm nâng cấp của chiếc Oppo Reno phiên bản Zoom X. Khi so sánh với phiên bản thường, chúng ta sẽ được nâng cấp lên là 4065 mAh. Năm nay chẳng hiểu sao Oppo lại cứ thích chơi số lẻ. Và mình cũng sẽ cần thêm thời gian để có thể trải nghiệm xem là viên pin này nó sẽ trải nghiệm như thế nào. Ở thời hiện tại thì mình vẫn chưa tìm được lý do chính đáng để mình có thể nâng cấp lên phiên bản Zoom X này. Mình vẫn có thể chấp nhận được với phiên bản thường, nên là mình sẽ cần thêm thời gian để có thể trải nghiệm với chiếc Oppo Reno phiên bản Zoom X này để có thể chia sẻ đến các bạn những cái đánh giá chi tiết hơn. Vậy thì các bạn thấy sao về những cái nâng cấp của phiên bản Zoom X này với phiên bản thường? Và nếu để lựa chọn thì các bạn sẽ lựa chọn phiên bản này hay là sẽ mua phiên bản thường thôi để chúng ta có thể tiết kiệm tiền? Thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Hiện tại nếu như các bạn đang quan tâm đến những sản phẩm đến từ Oppo nói chung và những chiếc Oppo Reno nói riêng này thì các bạn có thể truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả để chúng ta đến với chuỗi hệ thống của 7net nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.